Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa kính viếng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng đại diện các bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng. Lễ viếng chính thức được bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay. Đi đầu là vòng hoa mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành" của đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng kính viếng. Tiếp theo sau là đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo nhà nước vào kính viếng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu cùng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và các lãnh đạo Quốc hội cũng đã tới đặt vòng hoa kính viếng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn Chính phủ cùng các thành viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ đã tới đặt vòng hoa kính viếng. Sau lễ viếng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng đã bày tỏ sự tiếc thương, ghi lại sổ tang, bày tỏ lòng thành kính. Thay mặt đoàn Chính phủ ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Vĩnh biệt đồng chí Lê Văn Thành, vô cùng thương tiếc đồng chí, người con ưu tú của thành phố Cảng anh hùng, người đồng chí, đồng đội thân thương, yêu quý của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của đồng chí Lê Văn Thành về sự mất mát, đau thương không gì bù đắp được này. Đồng chí Lê Văn Thành mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân. Noi gương đồng chí, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì nhân dân phục vụ và phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay." Lễ truy điệu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2023. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại quê nhà, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Những ngày qua, dư luận đang xôn xao trước quyết định được cho là khó hiểu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình làm thu hẹp diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải chuyển sang để làm sân golf. Cụ thể là theo quyết định số 731 ngày 17 tháng 4 năm 2023, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Châu Thổ Sông Hồng sẽ bị thu hẹp gần 90% diện tích. Theo quyết định số 731 ngày 17 tháng 4 năm 2023, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải sẽ nằm trong dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng sân golf Cồn Vành, Cồn Thủ. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Nam Phú đang dục dịch thu hồi toàn bộ diện tích này để bàn giao làm dự án sân golf. Trước đó, ngày 26 tháng 9 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã từng có quyết định số 2159 phê duyệt đề án và xác lập khu rừng đặc dụng tại 3 xã ven biển Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thịnh là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải quy mô từ 12.500 ha. Nhưng 9 năm sau, với quyết định số 731, diện tích khu bảo tồn thiên nhiên này sẽ bị giảm xuống còn 1.320 ha. Rất nhiều diện tích rừng đặc dụng, rừng ngập mặn sẽ biến mất, nhường chỗ cho sân golf, khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm theo đó. Đáng nói là trong đề án thành lập khu rừng đặc dụng cách đây 9 năm trước thì tỉnh Thái Bình đã từng nhấn mạnh ý nghĩa của khu bảo tồn này. Nơi đây lưu giữ những giá trị sinh học đa dạng và phong phú, nhiều loài quý hiếm đã được ghi trong sách đỏ thế giới. Đây cũng là khu Ramsar được công nhận đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1988. Nhưng vì sao lại phải thu hẹp đất rừng phòng hộ để làm sân golf? Lợi ích trước mắt và lâu dài của dự án sân golf ra sao và thuộc về ai? Doanh nghiệp hay là người dân? Câu hỏi đang được cộng đồng quan tâm và đòi hỏi làm rõ. Xin được chia sẻ thêm rằng là trong quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình không nêu lý do xác định lại vị trí, quy mô diện tích và ranh giới của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. Nhưng việc chỉ còn 1/10 diện tích khu bảo tồn khiến cho nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn rất quan ngại. Tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam WWF Việt Nam là một trong những tổ chức bảo tồn hàng đầu tại Việt Nam cho rằng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải không chỉ là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Châu Thổ Sông Hồng mà còn là một trong 63 vùng chim quan trọng có ý nghĩa toàn cầu đã được quốc tế công nhận.
Và với tầm quan trọng như vậy, WWF cho rằng là việc thu hẹp khu bảo tồn cần phải tuân thủ nghiêm các quy định luật pháp của Việt Nam về bảo vệ và phát triển rừng, về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, cũng như là các công ước cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và đang tích cực tham gia. Cùng với WWF, nhiều chuyên gia bảo tồn cũng nhấn mạnh quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đối với khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải đi ngược với xu thế chung của thế giới và có thể gây nhiều hệ lụy. Việt Nam tham gia một số công ước liên quan đến cái vấn đề là bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Ví dụ như chúng ta tham gia công ước về đa dạng sinh học CBD và chúng ta tham gia công ước về các vùng đất ngập nước quan trọng là Ramsar và chúng ta tham gia công ước về các loài di cư CMS thì cái việc mà nếu mà chuyển đổi cái diện tích đó từ cái diện các cái diện tích đang là khu bảo tồn mà chuyển sang các cái mục tiêu khác ấy, thì tôi cho rằng chắc chắn là nó ảnh hưởng đến cái mục tiêu của chúng ta và cái cam kết chúng ta. Ví dụ như khi chúng ta tham gia cái công ước về đa dạng sinh học thì mục tiêu của công ước cũng sẽ là khuyến khích các cái nước thành viên đạt được cái diện tích lãnh thổ ấy, là khoảng 10% trở lên dành cho bảo tồn. Đấy. Rừng ngập mặt đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, là nơi hấp thụ và lưu giữ carbon tốt nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển, ngăn chặn gió bão, hạn chế sói lở, mở rộng diện tích đất liền và điều hòa khí hậu, lưu trữ, cung cấp nguồn tài nguyên động thực vật. Các quốc gia hiện nay đang dành rất nhiều kinh phí đầu tư vào khu bảo tồn thiên nhiên, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn. Liên quan đến quyết định thu hẹp gần 90% diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, Thái Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị cung cấp thông tin, làm rõ phản ánh nêu trên và các cơ sở pháp lý thực tiễn đối với việc là điều chỉnh diện tích khu bảo tồn Tiền Hải, thông tin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 8. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu từng bước hình thành và phát triển hệ thống cảng cạn trên phạm vi cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng năng lực thông qua hàng hóa và các cảng biển, tổ chức vận tải container một cách hợp lý nhằm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, lập thêm cảng cạn cũng góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường, đặc biệt ở các đô thị lớn và khu vực có cảng biển lớn, phát triển hệ thống cảng cạn trở thành các đầu mối tổ chức vận tải, trung chuyển, phân phối hàng hóa, kết hợp với cung cấp các dịch vụ logistics. Mục tiêu cụ thể của quy hoạch là đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng cạn có khả năng thông quan khoảng 25-35% nhu cầu hàng hóa vận tải container, xuất nhập khẩu theo các hành lang vận tải, hình thành các cảng cạn, cùng cảng cạn với tổng công suất khoảng từ 11,9 triệu TEU trên một năm đến 17,1 triệu TEU trên một năm. Trong đó, khu vực phía Bắc gồm các cảng cạn, cùng cảng cạn với công suất khoảng 4,29 triệu TEU một năm đến 6,2 triệu TEU một năm. Khu vực miền Trung Tây Nguyên có các cảng cạn, cùng cảng cạn với công suất khoảng từ 0,9 triệu TEU một năm đến 1,4 triệu TEU một năm. Khu vực phía Nam có các cảng cạn cùng cảng cạn với công suất khoảng từ 6,8 triệu TEU một năm đến 9,5 triệu TEU một năm. Theo quyết định đã được Thủ tướng phê duyệt, tổng nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng cạn đến năm 2030 khoảng từ 27,4 đến 42,38 nghìn tỷ đồng. Định hướng đến năm 2050, phát triển hệ thống cảng cạn trở thành các đầu mối tổ chức vận tải, trung chuyển, phân phối hàng hóa, kết hợp với cung cấp các dịch vụ logistics, có khả năng thông qua khoảng 30-35% nhu cầu hàng hóa vận tải container xuất nhập khẩu theo các hành lang vận tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu dịch vụ logistics tại các địa phương.